đến, phòng thi luôn là nơi tạo ra những giai thoại của học trò. Đặc biệt, trong giờ kiểm tra mà gặp phải một học sinh bá đạo lầy lội thì chắc chắn cái bài kiểm tra đó sẽ trở thành tác phẩm để đời. Ví dụ như một bài kiểm tra với đề bài "Em hãy tưởng tượng trường em sau 10 năm nữa". Học sinh đã viết như sau: "Trường em 10 năm sau quá khác biệt, cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập, mọi thứ trở về cát bụi, không còn gì để tả, chấm hết". Tốt một chúng mình cũng không biết phải bình luận thêm gì về bài văn này nữa. Trên thực tế có rất nhiều bài văn, bài kiểm tra bá đạo và lầy lội, và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Tả cún cưng bỏ nhà đi theo trai. Tập làm văn là môn học mà ở đó mỗi người sẽ thỏa sức thể hiện sự sáng tạo, đôi khi có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, để lại nhiều bài văn bất hủ. Nhất là với những học sinh cấp 1, khi đang tập tành với con chữ và câu cú, thì những bài làm văn luôn chứa đựng cả một bầu trời ngô nghê. Mới đây, cộng đồng mạng đã phát sốt vì bài văn tả con vật yêu. Theo đó, học sinh này đã chọn chú chó của nhà mình để miêu tả. Bài văn có vẻ khá là ổn, nhưng lại xuất hiện những chi tiết làm người đọc cười bò. Em thích chó bởi vì chó là loài vật thân thiện với con người, và chó có thể giữ nhà khi chủ đi vắng, và khi có trộm, chó sẽ sủa. Nghe đoạn này thì vẫn thấy hợp lý, thế nhưng đoạn tiếp theo mới thật sự phi thường. Có lúc chó của em bỏ nhà theo trai rồi. Bữa thứ hai, chó về mẹ la nhiều. Mẹ la xong, chó giận mẹ, không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Mình thắc mắc không biết chú chó nhà em là giống gì mà có cả tính xấu là bỏ nhà theo trai nữa. Đúng là cười không ngậm được mồm mất thôi. 10 điểm cho sự đáng yêu và ngô nghê này. Nice. Bài văn tả kỷ niệm khiến cô giáo hoảng sợ. Tình yêu bọ xít, trốn học đi chơi, ăn vụng trong lớp, ngồi sổ đầu bài, toàn những kỷ niệm đẹp gắn liền với giai thoại khó quên của tuổi học trò đúng không nào? Nhưng chưa là gì so với kỷ niệm đặc biệt của tác giả bài văn dưới đây đâu quý vị ạ. Cụ thể khi được cho đề bài, hãy tả lại một kỷ niệm về ngôi trường mà em nhớ nhất. Học sinh đã không ngần ngại chia sẻ về kỷ niệm đi học sớm của mình. Nhưng mà sớm ở đây là 1 giờ sáng anh em ạ. Khán giả của top 1 đã ai phá được kỷ lục đi học sớm những 1 giờ sáng này chưa? Bằng trí tưởng tượng đỉnh cao của mình, em đã dựng lên một câu chuyện rùng rợn, có sức ám ảnh đối với người nghe. Hàng loạt các chi tiết như: em thấy cành lá liễu giơ tay ra, em cũng giơ tay ra, em đi vào lớp thấy cô giáo ngồi im, em hỏi cô không trả lời rồi nhìn em cười rất ghê, em khóc luôn, em bật điện thì không thấy cô nữa. Úi giời ạ, em tả thế này là muốn dọa hết hồn cô rồi. Thậm chí cuối bài cô còn để lại lời phê: ôi trời ơi, em làm cô sợ quá. Đúng là sợ thật các bạn ạ. Ai nghe xong mà sởn hết da gà giống như mình không? Ui sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Được điểm 10 vì ế. Ngày xưa, ở một ngôi trường nọ, có một nữ sinh 17 năm cuộc đời vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Một hôm, cô giao đề bài: em hãy tả người yêu của em. Nhìn đề bài, cô ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cô gái gục đầu xuống bàn, cầu mong giá như mình có người yêu lúc này thì hay biết mấy. Nhưng đã nửa một thời gian trôi qua, ông Bụt chẳng hề hiện lên. Quyết không để giấy trắng ra về, bằng một loại năng lực nào đó, cô đã hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, kết quả mới thực sự khiến cô cảm thấy sốc. Bài làm của cô chỉ vẻn vẹn 2 chữ: em ế. Lời bộc bạch chan chứa nỗi niềm đã giúp cô mang về điểm số 10 tròn chính. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì thầy giáo cũng rất là bá đạo khi phê lại trong bài viết: tôi cũng thế. Hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau, và chính cái sự ế đó đã giúp cô có con điểm 10 môn văn đầu tiên trong cuộc đời. Tưởng tượng của học sinh về ngôi trường sau 10 năm. Xe
series những bài văn bá đạo xin phép được tiếp tục với một tác phẩm xứng đáng được xếp vào hàng vở đẹp. Cụ thể, đề bài được giáo viên đưa ra là: hãy tưởng tượng trường của em 10 năm sau. Trước yêu cầu trên, thay vì sẽ có một bài văn đầy mùi mẫn dạt dào cảm xúc thì nam sinh này đã làm một điều không tưởng. Anh chàng đã nghĩ ra một chi tiết vốn chỉ được tìm thấy trong các bộ phim bom tấn làm điểm nhấn cho toàn bài văn. Ôi, một tiếng ôi của em cũng đủ để các bạn nghĩ về ngôi trường 10 năm sau như thế nào. Ngôi trường 10 năm sau thay đổi quá nhiều. Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi, không còn gì tả, hết. What the hell? Các bạn có bình luận gì thêm về khả năng tưởng tượng bá đạo của học sinh này không? Còn top 1 thì hạn hán lời, sa mạc lời với trường hợp này rồi. Không thể tin được một học sinh có thể nghĩ ra một bài tập làm văn kinh hoàng như vậy. Bài kiểm tra, hỏi bố sợ gì? Cậu bé hồn nhiên viết, bố là anh hùng nhưng sợ duy nhất điều này. Sự tinh nghịch, hiếu động của trẻ con với nhiều bố mẹ sẽ là nguồn cơn của stress, áp lực. Nhưng cũng bởi những đứa trẻ này mà người lớn đôi khi lại có những tràng cười vỡ bụng. Lý do xuất phát từ sự hồn nhiên, thật thà của các bé. Mới đây, dân mạng lại truyền tay nhau bài kiểm tra của một học sinh tiểu học hỏi về người hùng. Tất nhiên, trong mắt những đứa trẻ, người hùng có sức mạnh bảo vệ chúng mọi lúc, mọi nơi thì không ai khác, đó chính là bố rồi. Cậu hùng hồn khẳng định, vì ba em không sợ gì hết. Tuy nhiên, tiếp sau đó lại là một câu hỏi, người hùng của em có sợ gì không? Như phủ định điều mình đã nói trước đó, cậu bé đưa ra đáp án, sợ mẹ của em ạ. Đọc đến đây, dù người bố trên có tức cỡ nào nhưng cũng phải thừa nhận rằng đó là sự thật. Dù không sợ trời, không sợ đất, nhưng cứ về nhà là phải khúm núm vì còn cái nóc nhà. Bài làm văn có đạt kết quả như thế nào đi chăng nữa thì cậu bé này hẳn đã ghi điểm tuyệt đối về sự thật thà trong mắt cộng đồng mạng. 10 điểm cho cháu về chỗ. Bài kiểm tra tiếng Anh của học sinh khiến cộng đồng mạng cười chảy nước mắt. Chắc chắn ngay xong bài kiểm tra bá đạo này, tất cả các bạn đều phải thốt lên. Còn ai nhiều chiêu trò hơn học sinh nữa không? Theo đó, giáo viên đã ra đề. Hãy viết một đoạn hội thoại giữa hai bạn mới gặp bằng tiếng Anh. Trước tiên, hai thanh niên có màn chào hỏi khá suôn sẻ. Tuy nhiên, có dự cảm đến đây là tậm tịt. Trung liền nhanh trí hỏi nam. Bạn có thể nói được tiếng Việt hay không? Nam nhanh nhẩu trả lời. Có. What? What the fuck? Ngay sau đó, đã có màn quay xe cực gắt. Hai bạn quay sang nói tiếng Việt luôn với nhau cho nhanh. Quả thật là cao tay, mọi thứ diễn ra logic và hợp lý đúng như mong đợi. Tuy nhiên, pha ôm cua đi vào lòng đất này đã mang về cho chủ nhân của nó hẳn một điểm cùng với lời phê. Vớ vẩn, lạc đề. Đi học mà mang họ lươn như này là không được đâu nha chú em. Thế nhưng, các bạn cũng phải công nhận với mình một điều rằng nó rất thuyết phục đúng không nào? Thôi thì tiếng Anh em nói như gió, chữ nào khó quá em bắt qua tiếng Việt vậy. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Trò điên bừa, to be continued vào bài kiểm tra lý và cái kết đắng. Thời còn đi học, khi làm bài kiểm tra mà bí quá anh em thường làm gì? Viết liều cho kín giấy hay là để giấy trắng ra về? Thôi thì như vậy còn đỡ, chứ đừng nghịch dại rồi nhận trái đắng như thanh niên trong câu chuyện sau đây nhé. Cụ thể như sau, một nam sinh bị thầy giáo thẳng tay trừ ngay một điểm chỉ vì cái tội điền bừa từ tiếng Anh trong bài kiểm tra lý. Trong phần tự luận khi có yêu cầu tính thời gian rơi của vật, dường như nam sinh bí quá nên viết luôn cụm từ to be continued, có nghĩa là còn tiếp vào bài kiểm tra. Ai dè thầy giáo cũng hiểu được, còn chỉ ra lỗi sai cơ bản của cậu rồi phê ngay một câu cực kỳ phũ. Đã dốt tiếng Anh lại còn thích thể hiện, em sẽ được chú ý nhiều hơn. Thế là toang thật rồi ông giáo ạ. Xin vui mừng thông báo em đã chính thức lọt vào mắt xanh của thầy. Cô học trò não cá vàng, khổ sở vì để quên phao trong bài kiểm tra. Khai thật với top 1 chúng mình đi. Thời đi học, anh em đã bao giờ bị cô bắt phao trong giờ kiểm tra chưa? Nếu có rồi thì để lại ngay comment chia sẻ cho chúng mình cùng biết nhé. Vâng, thời học sinh sinh viên, để mà nói không bao giờ sử dụng phao khi đi thi thì có lẽ là hơi khó tin. Trừ hồi con nhà người ta chăm chỉ, chỉ có ăn với học.
ai khéo léo thì may mắn chót lọt, còn xấu số hơn mà bị bắt thì đúng là chỉ có nước độn thổ mà thôi. Ấy thế mà còn có người để quên hẳn phao trong bài kiểm tra thì đúng thật là quá bá đạo. Theo đó, thay vì phi tang ngay vật chứng, vừa thực hiện kế hoạch xong, cô học sinh này đã chót dại để lại bằng chứng ngay trong bài kiểm tra của mình. Hành động không đánh mà khai này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và phải bật cười té ghế. Thật sự thì không biết ý kiến cũng như là hướng xử lý của giáo viên bộ môn khi chấm bài này sẽ ra sao. Thế nhưng, nhiều người cũng có thể đoán được trước bầu trời u ám đang đợi chờ phía trước của nữ sinh này. Phi anh hùng đi thi. Hồi bé xem phim siêu nhân, cứ ngỡ anh hùng là thứ gì đó rất cao siêu, có sức mạnh và quyền năng giải cứu thế giới. Đi học rồi mới ngỡ ra, anh hùng đâu hiếm có khó tìm đến thế. Tại sao mình lại nói như vậy ư? Chắc chắn lý do sẽ khiến cho bạn phải bật ngửa đấy. Cụ thể, trong bài kiểm tra, khi được hỏi ngày sinh, năm mất của tác giả Phạm Đình Hổ, người anh hùng không ngần ngại buông luôn hai từ, đoán xem. Tiếp tục, đề bài nêu ra yêu cầu, liệt kê các tác phẩm nổi tiếng của ông. Khí chất ngời ngời, anh tuyên bố. Sách giáo khoa tập 1, trang 60-61. Người thường chắc hẳn không thể nào có những phát ngôn khí chất như vậy được. Tuy nhiên, do thể hiện sai người sai thời điểm, người anh hùng của chúng ta đã ăn chọn con điểm 1 cùng lời phê, không hiểu bài. Còn chúng ta thì được một chàng cười xoắn ruột phải không nào các bạn? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau cười mẻ bụng mẻ ghế với những bài kiểm tra bá đạo của học sinh rồi. Bạn cảm thấy ấn tượng nhất với bài kiểm tra nào thì comment ngay xuống dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video clip hay và thú vị thì hãy nhớ để lại một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Đừng quên ấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình thì chúng mình có để lại những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.